Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma. Với rất là nhiều video ngoài kia, nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn điều đó. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú á, có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay của một chị tên là Đào Thị Trang kể lại, thì chị nói rằng đây là câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của chị luôn. Chị mới kể là chị sinh ra trong một cái huyện nghèo ở tỉnh Nam Định. Ba của chị thì làm cái nghề trang điểm cho người chết. Nói là nghề thì cũng không hẳn, là bởi vì từ trước tới giờ ba của chị có bao giờ nhận tiền hay là nhận thù lao gì đâu. Nói chính xác hơn thì đó là cái công việc thiện nguyện mà ba của chị đã làm. Nói về cái duyên nghiệp tại sao mà ba của chị lại làm cái nghề này á, thì phải quay về những năm 1996. Thời điểm lúc đó có một cái sự việc đã xảy ra mà cho đến tận bây giờ chị vẫn còn ám ảnh luôn. Nhà của chị có tổng cộng là 5 người, ngoài ba mẹ ra thì còn có anh chị em của chị nữa. Nhà của chị buổi trưa hôm đó là đang ngồi quay quần lại với nhau để mà ăn cơm, thì tự nhiên nghe từ phía bên ngoài á, cái giọng la thất thanh của cái bà hàng xóm. Bà này là bà Tịch nha. Cái tiếng gào, cái tiếng thét của bà giống như là cái tiếng sấm chớp mà nó xé toạc cả một cái bầu trời luôn. Ba mẹ của chị mới vội buông đũa để mà chạy ra ngoài để mà xem thử, thì thấy được một cái cảnh tượng hãi hùng lắm. Thằng bé Giang và thằng bé Giảng là hai anh em sinh đôi với nhau, lúc đó là tụi nó khoảng 4 tuổi rồi, thì mới nhìn thấy cái cảnh tượng á, là bà Tịch này là bà ẵm hai đứa từ ở dưới cái ao lên, mà người của tụi nó co gúp lại, da mặt thì trắng bệch lên hết rồi. Bà mới lắp ba lắp bắp, bà nhìn về phía ba mẹ của chị á, rồi nói á, là tụi nó chết rồi, chết đuối rồi. Nghe như vậy xong á, là mẹ của chị á hai tay ôm lại với nhau, xong rồi trời, lạy chúa tôi. Ba của chị lúc đó thì vẫn bình tĩnh hơn, nên là nhanh chóng chạy lại để mà làm những cái động tác theo kiểu là kiểm tra coi mạch đập hoặc là cái hơi thở còn tốt hay không á, để mà còn sơ cấp cứu. Thì khi mà ba chị tới á, đưa tay lên trên mũi với lại là động mạch cổ, thì ba của chị tự nhiên ngồi bệt xuống dưới đất luôn, hai chân đưa lên rồi cúi mặt xuống theo kiểu giống như là khóc vậy đó. Thời điểm lúc đó là chị khoảng độ là 8 tuổi, nhưng mà chị nhìn, chị vẫn nhận thức được rằng à, hai cái đứa nhỏ này nó thực sự đã chết rồi. Và rồi mọi người xung quanh bắt đầu bu lại rất là đông người luôn. Người ta cũng muốn hỏi chuyện bà Tịch lắm, nhưng mà lúc đó bà sợ sệt quá, người bà cứ co rúm lại như vậy nè, rung lên từng hồi, cái mặt thì xám đen luôn. Bà đâu có nói chuyện được đâu, cứ ú à. Cho tới khi mà chị không thấy ba của mình đâu, chị mới hỏi mọi người là ủa ba đâu rồi. Thì mọi người mới chỉ là à, ba của chị đang ở đó. Chị mới nhiều chuyện, chị mới tò mò, chị chạy đi tìm ba của mình. Thì lúc này mới thấy cảnh tượng là ba của chị đã đặt hai cái đứa nhỏ này lên trên một cái giường, sau đó là lột hết toàn bộ quần áo ra, tụi nó trần truồng luôn. Ba của chị mới lấy khăn để mà lau mình mẩy cho tụi nó, để mà thay đồ mới đó. Sau đó là lau mặt rồi lau mắt, vuốt mặt nhiều lắm, nhưng mà không hiểu sao máu nó cứ chảy ra riết, mà mắt thì không có nhắm xuống. Bởi vì không hiểu là tụi nó chết đuối như thế nào, nhưng mà trên mặt nó có những cái vết cào, vết xước. Ba của chị mới quyết định là lấy những cái bột phấn á, để mà rắc lên trên, để mà cho nó nhìn đỡ sợ một tí. Rồi lấy một ít son của mẹ đó, để mà đánh lên trên cái môi nè, cho nó đỡ nhợt nhạt, cho nó đỡ sợ đi. Và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ba của chị á, trang điểm cho xác chết. Cũng chính là khởi đầu cho những cái bi kịch sau này xảy ra đối với gia đình của chị luôn. Sau đó thì khoảng độ là 4 giờ chiều, thì từ ở phía ngoài là người ta nghe thấy những cái tiếng khóc, những cái tiếng gào thảm thiết lắm. Đó chính là tiếng của ba mẹ của hai cái đứa nhỏ sinh đôi này. Chạy vào là thấy hai đứa nhỏ là ôm khóc quá trời là khóc. Mọi người xung quanh thì người ta nhìn, người ta cũng đồng cảm lắm. Bởi vì mọi người hình dung không, là hồi xưa nghèo khổ lắm,
ba mẹ là phải bỏ con bù lơ bù lắc như vậy để mà đi làm kiếm sống, để mà kiếm miếng cơm về lo cho con cái. Thế nên là hai đứa nhỏ nó ở nhà, nó tắm sông, tắm suối, ao hồ, rồi nó vô tình nó bị trục rút hoặc là như thế nào mà nó chết đuối như vậy. Thì thương lắm, đâu có ai muốn nhìn thấy cái cảnh tượng mà bỏ con mình cùi bơ, cùi bất như vậy. Rồi khi mà đi làm về là thấy con mình nó chỉ còn là một cái xác không thôi, đau đớn lắm. Thì bản thân là gia đình của hai đứa nhỏ này là cũng cảm ơn bà Tịch đã vớt xác hai đứa nhỏ lên, rồi cũng cảm ơn ba của chị á là đã lau mình mẩy rồi trang điểm cho tụi nó để mà nhìn đỡ sợ. Bởi vì con nít nên là phải nhanh chóng tổ chức tang lễ chứ không để được lâu mọi người. Thì cái buổi tang lễ này cũng được diễn ra rất là êm xuôi. Thì bắt đầu mới có chuyện nè. Chị mới nói không hiểu sao khoảng độ thời gian đó ba của chị á uống rượu rất là nhiều, dường như là muốn quên đi cái bi kịch, cái hình ảnh kinh dị cái ngày đó khi mà ba trang điểm cho xác chết của hai cái đứa nhỏ đó. Và không có một đêm nào nha, ba cho gia đình tắt đèn để mà ngủ, ba bật đèn suốt luôn. Và rồi buổi chiều ngày hôm đó, chị mới nhìn thấy là ba của chị á không có làm được gì cả, chỉ có nằm ở trên giường thôi, giống như là ba bị bệnh, bị ốm vậy đó. Nhưng mà bởi vì chị nè, anh chị em của chị á là còn nhỏ xíu lắm, nên là không có quan tâm tới cái việc đó. Con nít mà, đâu có để ý đâu. Lúc này thì chị có vô tình nha, đi ngang qua thì chị có nghe thấy ba mẹ chị có nói chuyện với nhau. Thì ba của chị mới nói với mẹ như vậy nè: máu nhiều lắm, máu nó cứ chảy ra liên tục luôn. Tôi dùng 8 cái khăn tôi chấm cho tụi nó mà vẫn không hết bà ơi. Vuốt mắt hoài cũng không chịu nhắm. Cuối cùng mà biết sao không, cho tới khi mà ba mẹ của tụi nó về rồi á, thì máu mới ngừng chảy, mắt tự động nhắm lại luôn. Có thể là tụi nó đợi ba mẹ của tụi nó đó. Trời ơi sao mà thấy thương dữ vậy. Thì ba của chị nói như vậy á, thì mẹ chị mới nói: trời ơi thôi ông ơi, chuyện này cũng đã qua rồi, ông đừng có nhắc nữa làm gì cả. Ba chị mới im lặng một hồi rồi mới nói tiếp: nhưng mà tôi nằm mơ, tôi thấy hai đứa nó dắt tay nhau từ nhà của nó đi qua đây. Rồi hai đứa nó trách tôi hoài à. Hai đứa nó kêu tôi là tụi nó là con trai, mà tại sao lại trang điểm cho tụi nó như vậy, rồi nhìn xấu, rồi nhìn giống con gái lắm bà ơi. Tụi nó cứ trách tôi hoài à. Chị nghe thì chị nghe như vậy thôi, chứ thật sự là chị không để tâm. Bởi vì chị là con nít mà. Rồi tự nhiên thời điểm đó trở đi, ba của chị yếu hẳn, bệnh suốt luôn, thiếu điều là nằm liệt giường một chỗ. Mẹ thì cũng cố gắng thuốc thang nhưng mà không hết. Bởi vì mẹ là một cái người gốc theo đạo Thiên Chúa, lúc này thì mẹ cũng cảm thấy nghi nghi rồi. Nhưng mà mẹ cũng không có muốn mời thầy cúng tới để mà cúng kiến gì cả. Nhưng mà nhìn thấy chồng của mình cứ lầy lặt như vậy, mẹ chịu không thấu, nên là cũng lẳng lặng để mà mời một cái ông thầy cúng tới đây để mà nhờ ông cúng kiến cho. Bởi vì mẹ đạo Thiên Chúa mà, nên là mẹ mới dặn anh chị em của chị á là tuyệt nhiên là không có được nói chuyện này cho bất cứ một ai nghe. Ai hỏi á thì nói cái ông này á chính là một người họ hàng của mẹ tới đây á để mà thăm ba thôi. Và rồi cứ vào buổi chiều á là nhà của chị đóng cửa lại. Ở trong cái căn buồng của ba mẹ đó thì có ba mẹ nè, ba anh chị em của chị cùng với ông thầy cúng râm rang đọc những bài kinh bài kệ rồi cúng kiến đủ trò đủ kiểu. Nhưng mà suốt một khoảng thời gian, bệnh tình của ba vẫn không hết luôn. Mẹ lúc này là mẹ uất quá, nên là mẹ có đi qua nhà của hai cái đứa sinh đôi đó để mà nói chuyện với ba mẹ của tụi nó. Thì mẹ của chị mới khóc quá trời luôn, rồi mới kể rằng là chồng của tôi thấy vậy đó. Rồi tụi nó về rồi tụi nó trách hoài vậy đó. Biết là gia đình á vừa mới có tang sự, qua đây nói như vậy thì không được, nhưng mà bây giờ tôi không biết làm sao hết, nên là tôi phải qua đây để mà tôi nói như vậy. Sau đó thì ba mẹ của chị mới quyết định là khoảng độ là 100 ngày của hai cái đứa nhỏ này á thì sẽ mua đồ để mà đi ra ngoài mộ để mà cúng kiến, để mà mong tụi nó đừng có phá gia đình của chị nữa, đừng có làm cho ba của chị bị bệnh hoài. Mọi người biết sao không? Hồi điểm lúc đó là ba của chị bệnh tới mức mà đâu có đi nổi đâu. Thế là mẹ phải mượn cái xe thồ á, cái xe kéo kéo vậy nè mọi người, mới đặt ba lên trên cái xe rồi kéo ra ngoài cái chòm mã. Mẹ thì kéo đằng trước, ba anh chị em của chị á thì ở đằng sau để mà đẩy. Cho tới khi mà ra được mộ của hai đứa nhỏ rồi thì ba của chị là đi đâu được, bò lết, bò từ ở trong cái xe á, đi ra ngay cái mộ,
để mà thắp nhang, để mà cầu xin cho hai cái đứa nhỏ đừng có phá mình nữa. Cho đến tối ngày hôm đó là cả gia đình của chị ngủ chung với nhau. Thì lúc này khi mà ba nhìn thấy á, là mọi người ngủ rồi, ba mới khều mẹ dậy để mà nói chuyện. Nhưng mà lúc đó chị cũng thức giấc luôn. Chị mới nghe được cái cuộc nói chuyện của ba mẹ là như thế này nè: hai anh em của nó chết là do thật sự là tới số rồi. Cái ngày hôm đó là hai anh em của nó nhảy xuống dưới ao để mà vớt những cái trái đu đủ nó chín á, nó rụng xuống dưới. Nhưng mà tận số rồi nên là hai anh em của nó cũng chết luôn. Mặc dù là chết như vậy nhưng mà hai anh em không có oán hận hay là nuối tiếc gì cả. Nhưng mà không hiểu tại sao là thằng Giang nó cứ hiện về, rồi nó nói với tôi là em của nó đâu, là thằng Giảng đó, Giảng đâu rồi, tại sao là nó không có được đi cùng với em của nó. Cho đến khi mà cái ông thầy cúng ông tới nhà của mình á, thì cái hôm đó tôi mới hỏi nhỏ ổng á, thì ổng mới giải thích cho tôi mới biết được như vậy nè. Cái lúc mà tôi lau xác chết cho tụi nó, tôi trang điểm cho tụi nó thì tôi thương quá nên là tôi có khóc. Nước mắt của tôi á, nó rơi lên trên người của thằng Giang. Thế nên là thằng Giang nó không có siêu thoát được, mà thằng Giảng nó siêu thoát trước. Bởi vì như thế thằng Giang nó không thấy em của nó đâu, nó cứ quay về đây để mà trách tôi hoài luôn. Bởi vậy nó mới hành tôi bệnh như vậy á. Cái ngày sáng hôm nay nè, hai vợ chồng mình đi ra ngoài mộ để mà thắp nhang, thì tôi có nguyện, tôi mới nói rằng là tha thứ cho tôi đi, đừng có đeo bám tôi nữa. Thì tôi hứa là tôi sẽ làm cái nghề trang điểm xác chết vậy nè, cho đến suốt cuộc đời luôn. Thì cũng bởi vì như vậy đó mọi người, ba của chị theo cái nghề trang điểm xác chết này suốt khoảng đời về sau. Nhưng mà bi kịch nó vẫn cứ ập tới gia đình của chị. Sau khi mà cúng kiến cái ngày 100 đó và cái buổi tối ngày hôm đó ba mẹ chị nói chuyện với nhau, thì sáng ngày hôm sau ba của chị khỏe re luôn, giống như là chưa từng bị bệnh, cầm cái cuốc đi ra ngoài ruộng mà cuốc đất được luôn. Và rồi ba của chị giữ đúng cái lời hứa, làm cái công việc mà trang điểm xác chết suốt bao nhiêu năm trời. Nói là trang điểm vậy thôi chứ chỗ nào mà kêu ba của chị tới để mà mai táng, để mà cải táng mộ phần á, thì ba của chị đều làm hết. Những cái chuyện mà liên quan tới phần âm, ba của chị đều rất là sốt sắng để mà làm suốt mấy năm trời như vậy, không có chuyện gì xảy ra. Cho tới khoảng năm 2002, đó là vào đầu mùa hè, trong cái làng của chị á, có gia đình của ông này là ông Vĩnh. Thời điểm đó là nhà của ông Vĩnh á, có Việt Kiều từ ở phía Canada về đây để mà thăm họ hàng như vậy đó. Khi mà cái người Việt Kiều này về á, thì thấy gia đình ở bên Việt Nam như vậy á, rồi mộ phần ông bà tổ tiên không có được khang trang, rồi ở cách xa nhau quá, mới quyết định là chi tiền để mà cải táng lại hết mộ phần, để mà gom về một chỗ để mà tiện thờ cúng. Thì gia đình của ông Vĩnh mới qua nhà của chị để mà nhờ ba của chị á, qua để mà cải táng hết toàn bộ mọi thứ, tổng cộng là 6 cái mộ mã của tổ tiên, để mà gom vào một chỗ để mà tiện thờ cúng. Thì ba của chị hiển nhiên là đồng ý cái chuyện này thôi. Sau cái ngày cải táng đó thì ba của chị về nhà rồi than vãn là đau nhức hết cả người. Chị nè cùng với lại là anh em của chị phải đấm bóp dắt hơi cho ba nhiều lắm. Mấy ngày sau thì nhà của ông Vĩnh có tổ chức tiệc, thì có kêu người qua để mà mời ba của chị tới để mà ăn tiệc. Nhưng mà ba của chị đau nhức cả người, đâu có đi được, mới kêu chị là qua nhà của ông Vĩnh á, nói với ông Vĩnh là ba không có qua được đâu. Thì chị cũng mon men đi qua nhà của ông Vĩnh để mà nói với ông Vĩnh như vậy. Nhưng mà chị á, thì không đi về, chị ngồi ở lại để mà ăn tiệc luôn. Trong cái lúc mà ăn tiệc ở nhà ông Vĩnh á, thì chị có nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện là như vậy nè: cái ngày mà ba của chị đi cải táng mộ cho gia đình của ông Vĩnh á, thì ngoài 6 cái mộ của tổ tiên ông ra, thì phát hiện một cái xác nằm kế bên một cái ngôi mộ của tổ tiên, nhưng mà vô danh. Cái xác này nó phân hủy hết rồi, đó là xác của một cái người phụ nữ, nhưng mà vẫn còn mái tóc rất là mới nha. Thì mọi người cũng sợ, nhưng mà ông Vĩnh ổng nghĩ là dù sao cái mộ phần của cái người phụ nữ, cái xác chết đó cũng nằm kế bên tổ tiên của gia đình ổng, nên là ổng kêu ba của chị á là cải táng cái mộ của cái người phụ nữ đó luôn, để mà cho ổng thờ cúng coi như là một phần trong gia đình cũng được. Thì ba của chị nghe như vậy thì ba chị hiển nhiên là cũng cải táng cái mộ đó, đem về một phần của nhà của ông Vĩnh để mà cho ông Vĩnh ổng thờ cúng.
thì chuyện chỉ có là như vậy thôi. Cho đến khoảng độ 1 tháng sau, ba của chị bắt đầu phát bệnh. Tay chân của ba chị tự nhiên không có cử động được, cứ cứng đơ, cứng sóc, giống như là một cái khúc củi. Mẹ mới vội tá quả dẫn ba đi thăm khám khắp nơi luôn, nhưng mà đâu có tìm ra được nguyên nhân của cái căn bệnh. Những chỗ nào mà có thầy thuốc giỏi, ai giới thiệu, mẹ đều dẫn đi hết. Nhưng mà tình hình vẫn không hề chuyển biến. Mọi người hình dung không? Ba bệnh nằm một chỗ, mẹ thì phải lo thuốc thang cho ba, nên là kinh tế gia đình ngày càng đi xuống, không còn tiền nữa. Mẹ mới quyết định là bán đất, cắt những cái mảnh đất nhỏ ra bán từ từ, rồi lấy tiền đó để mà chữa bệnh cho ba. Cứ như vậy mà bán, lấy tiền, chữa bệnh, hết tiền, lại cắt, lại bán, cứ một cái vòng lặp như vậy, cho tới khi không còn một miếng đất nào để mà bán, chỉ còn duy nhất là cái căn nhà mà gia đình của chị đang ở thôi. Thì lúc này là mẹ suy sụp tinh thần lắm rồi, nên là mẹ không thể nào có tiền để mà chữa bệnh cho ba. Ba bắt buộc là phải nằm ở nhà luôn. Cho đến thời điểm lúc đó là tới tháng 8 năm sau, có nghĩa là năm 2003 đó, thì ba của chị cứ nằm ở trong nhà như vậy à. Bắt đầu trong nhà nó có những cái mùi rất là hôi, rất là thối, tanh rinh à. Mà chị biết rằng cái mùi đó phát ra từ ba của mình. Mặc nhiên là chị với lại là anh chị em của chị không có ai dám tới gần ba. Chỉ có một mình mẹ dám tới để mà lau mình, rồi sức dầu xoa bóp tay chân cho ba, rồi đút ba ăn cháo, ăn cơm thôi. Mà rõ ràng là mẹ có tắm rửa, có massage tay chân cho ba. Nhưng mà tại sao cái mùi hôi đó nó cứ vẫn tỏa ra từ người của ba? Thời điểm lúc đó là mẹ bắt đầu suy sụp rồi. Chị nhớ hoài cái ngày hôm đó, mẹ ngồi kế bên ba mà mẹ khóc, rồi mẹ lấy tay á, mẹ đánh vào trong chân nè, rồi trong tay của ba. Mẹ vừa khóc mẹ mới nói, Tại sao mà ông chị hoài mà không hết bệnh, tại sao cứ nằm một chỗ hoài vậy? Mẹ cứ khóc rồi mẹ cứ út ức như vậy á. Bởi vì suốt bao nhiêu thời gian như vậy mọi người, tiền bạc trong gia đình hết, đất đai cứ bán để mà chữa bệnh cho ba. Nhưng mà bệnh tình đâu hết đâu, nên là sức chịu đựng của một người phụ nữ có hạn á, mẹ chịu đựng không nổi, nên là mẹ mới sổ ra như vậy. Thì ba lúc này nằm ở trên giường á, ba cũng khóc luôn. Rồi ba mới nói với mẹ là, thôi bà ơi, bà cứ mặc tôi đi, bà đừng có quan tâm, đừng có chăm sóc tôi nữa, cứ để cho tôi chết đi. Thì hai vợ chồng khóc, ôm nhau khóc quá trời là khóc luôn. Cho đến khoảng độ là cuối tháng, ngày 30 tháng 8 năm 2003, thì ba của chị qua đời. Cái đêm hôm đó mà tổ chức tang lễ cho ba thì không hề thấy mẹ của chị đâu. Mọi người mới tá quả sợ là mẹ nghỉ quẩn á, mới vội là đi tìm mẹ, thì mới phát hiện ra là mẹ đang ở trong cái mộ phần đất của gia đình của ông Vĩnh á. Thì mẹ cứ đứng ngay cái chỗ đó, mẹ chửi, mẹ chỉ tay, mẹ nói là, tại sao chồng tôi họ có cúng kiến vái lại đàng hoàng, tại sao mấy người họ bắt chồng tôi đi, tại sao trả chồng tôi lại đi. Rồi mẹ gào khóc như vậy. Thì mọi người sợ quá là sợ mà, mới vội là đưa mẹ về nhà rồi dỗ dành an ủi mẹ. Thì sau khi mà tổ chức tang lễ cho ba của chị xong xuôi, thì anh của chị có đi qua nhà của ông Vĩnh để mà hỏi chuyện. Lúc này mới được ông Vĩnh ổng kể cho nghe cái khoảnh khắc ba của chị cải táng cho 6 cái ngôi mộ tổ tiên của nhà của ông Vĩnh á, thì mới phát hiện ra một cái ngôi mộ vô danh. Khui ra đào lên á, thì mới thấy đó là xác chết của một cái người phụ nữ, là bởi vì cái tóc nó vẫn còn rất là nhiều và dài nữa. Thì không hiểu sao tự nhiên bất chợt ba chị mới thốt ra một cái câu như vậy nè: lúc chết mà tóc còn dài như vậy á, sau bao nhiêu năm trời, thì lúc còn sống bén cỡ nào. Ý ba của chị á là nói người này nè, chết rồi mà tóc còn dài còn đẹp như vậy, thì nếu như còn sống á, chắc là cũng quyến rũ đàn ông được nhiều lắm, là kiểu như xúc phạm tới người âm đó. Thế nên á, là người ta mới bắt đầu đồn lên cái câu chuyện này, mới cho rằng ba của chị á, bởi vì thốt ra những cái câu như vậy, mới bị người âm người ta quở trách, khiến cho bệnh tình, xong rồi ra đi một cách đau đớn như thế. Chuyện này đồn khắp cả làng luôn. Mẹ chị thời điểm lúc đó là đã đau đớn về cái việc chồng của mình chết rồi, tiền bạc không có, mà bây giờ người ta lại nói về cái chết của chồng mình như vậy.
mẹ đi tới đâu á mà thấy mọi người tụ tập lại thì cứ nghĩ về cái việc là người ta đang nói xấu chồng mình. Mẹ như là phát điên vậy đó, mẹ xù lông lên, mẹ lao tới, mẹ chửi bới, mẹ đánh đập người ta. Riết rồi người ta cũng đồn luôn cái chuyện là mẹ của chị á bị phát điên về cái việc sau khi chồng của mình chết. Và rồi thời gian cứ vậy trôi cho đến khoảng độ là 49 ngày của ba. Thì cái ngày hôm đó là vào lúc 3 giờ sáng, anh chị em của chị đang ngủ như vậy thì từ phía ngoài cửa một cái giọng la lớn lên. Đó là giọng của ông chú Thạch ở gần đó. Ổng đi câu cá đêm á, thì ổng mới từ phía ngoài ổng la lên: "Trời ơi mấy đứa nhỏ ơi, ở trong nhà mà không biết hả, mẹ của tụi bay hả đi ra ngoài rồi kìa. Trời ơi." Ổng la quá trời la. Anh chị em của chị mới giật mình tỉnh giấc, hất dậy mới tung cửa chạy ra. Thì thấy là ông chú Thạch ổng đang ẵm mẹ của chị ở trên lưng rồi. Thì ổng mới đưa cho anh chị em của chị thì mới nói á: "Trời ơi, tao đi bắt cá, đi câu cá đêm, thì tao vô tình tao thấy mẹ của mày đó ngồi ở kế bên cây mộ, mà cái mộ mà những cái mộ cũ của gia đình của ông Vĩnh á, cái chỗ mà có cái mã vô danh đó mọi người, ngồi khóc lóc rồi chửi bới, nói là phải trả chồng lại, trả chồng lại. Một hồi thì bà xỉu, thì tao mới ẵm bà về đây nè. Tụi bay ở nhà mà tụi bay không có canh chừng mẹ gì hết trơn à." Thì mới biết được là đêm hôm đó mẹ của chị á, lén ra nhà như thế nào á, rồi đi ra ngay cái chỗ mồ mả đó để mà chửi bới cái người phụ nữ mà đã bắt ba của chị đi. May mắn là ông chú Thạch này ổng nhìn thấy rồi ổng mới đem về nhà như vậy. Sáng ngày hôm sau thì chị nói: "Trời ơi, 49 ngày ba của chị mà cúng kiến nhìn thấy thương lắm. Rau là rau lang luộc, với lại là canh mồng tơi, với lại là những cái con ốc mà bắt được xào lên để mà cúng cho ba thôi. Nhìn thấy thảm thương lắm kìa." Mẹ chị thì cứ ngồi vật vờ rồi cứ nói: "Tha cho chồng của tôi, tha cho chồng của tôi." Ông ngoại của chị có tới để mà cúng 49 ngày luôn. Lúc đó thì mẹ của chị á không có cho ông ngoại về, cứ bấu vào ông nội rồi nói gì nè: "Ba lại đi, ba lại mà coi hả, nó hại chồng con, nó hại chồng con như thế nào, ba lại đi." Thì ông ngoại nghe như vậy ông ngoại thấy thương quá, nên là ông ngoại tối hôm đó ở lại nhà của chị á để mà ngủ. Đêm hôm đó tự nhiên đang ngủ như vậy thì tất cả mọi người đều thức giấc, là bởi vì không hề thấy mẹ đâu cả. Trời ơi, lại sợ mẹ là chạy ra cái chỗ mồ mả đó để mà chửi bới người ta nữa, nên là mới túa ra để mà tìm. Chị lúc đó là ở trong nhà thôi. Một hồi sau á thì chị mới thấy mẹ của mình từ ở đâu lập lò đi vô. Cái nhân dạng của mẹ nhìn thấy ghê lắm. Mẹ giống như là một người điên rồi đó. Cứ nhìn chị á rồi cứ nói là: "Tha cho chồng tôi đi, tha cho chồng tôi đi, tha cho chồng tôi đi." Sau đó là nằm vật xuống dưới đất luôn, giống như là bị ai nhập vậy đó, hãi hùng luôn. Chị nhớ hoài cái hình ảnh mẹ của chị thời điểm lúc đó. Và rồi suốt thời gian như vậy, đêm nào cũng thế, chị và những người anh em của chị không có thể nào ngủ được luôn, cứ thức trắng đêm như vậy là phải canh mẹ thôi. Cho tới cái ngày đó là ngày thứ 103 của chị, thì chị ngủ trong cái đêm đó, chị nằm mơ, chị thấy ba của chị hiện về mới nói với chị như vậy nè: "Con đi qua nhà của ông Vĩnh á, con nói với ông Vĩnh á là hãy đào cái phần đất kế bên cái ngôi mộ vô danh, sẽ tìm thấy xác của một cái đứa nhỏ, đem cái đứa nhỏ đó chôn cùng với cái mộ của cái người phụ nữ vô danh." Thì nghe nói xong ba chị biến mất thì chị giật mình, chị tỉnh giấc luôn. Trời, chị đau đầu, chị nhức óc, chị không hiểu tại sao chị làm nằm mơ như vậy. Chị lại tiếp tục nằm xuống chị ngủ. Thì chị ngủ chị lại nằm mơ thấy ba chị hiện về nói y chang như vậy luôn. Trong một đêm mà chị nằm mơ mấy lần như vậy. Sáng ngày hôm sau thì chị mới đem cái chuyện này để mà nói với anh của chị. Thì anh của chị mới tá quả là bởi vì tối hôm đó anh của chị cũng nằm mơ y chang chị luôn. Anh của chị mới quyết định là đi qua nhà của ông Vĩnh để mà nói cái chuyện này. Thì ông Vĩnh ổng cũng nghe, ổng cũng tin. Ổng mới kêu mọi người nè, rồi tới để mà cúng kiến, để mà đào cái miếng đất kế bên cái mộ vô danh á. Thì đúng thiệt luôn, đào lên được một cái xác đã phân hủy của một cái đứa nhỏ rồi. Thì ông này ổng mới đem cái xác này chôn cất chung với cái mộ của cái người phụ nữ vô danh đó, rồi đặt tên là con của vô danh. Mẹ chị thời điểm lúc đó là cứ nhìn về phía mọi người rồi cứ cười cười rồi khóc,
ngay ngay dại dại như vậy. Cứ tưởng rằng là tìm thấy được cái xác của đứa bé, xong rồi là chôn cất chung với cái người phụ nữ đó, thì mẹ của chị sẽ hết bị điên. Nhưng mà không, bệnh tình của mẹ ngày càng nặng hơn. Mẹ bắt đầu nói nhảm, rồi đi lang thang khắp xóm cùng làng như vậy. Có nhiều hôm á, là mẹ không nhớ đường để mà về nhà, mọi người mới phải đưa mẹ về nhà. Và đỉnh điểm bi kịch lại bắt đầu vào khoảng năm 2006. Trong một cái lần đi như vậy á, mẹ chị đã không quay trở về luôn. Anh chị em của chị khóc lóc quá trời luôn, chạy khắp nơi để mà tìm mẹ, nhưng mà vẫn biệt vô âm tín. Cho đến mùa đông năm 2007 á, thì lúc này ông chú Thạch đó, ổng mới đạp xe thẳng tới nhà của chị, ổng la làng lên. Chỉ có một mình chị ở nhà thôi. Ổng mới nói là tìm thấy mẹ của con rồi, tìm thấy mẹ của con rồi. Chị bủng rủng tay chân luôn, chị lao lên trên xe của ông chú Thạch á, để mà để ổng chở đi tìm mẹ. Thì cách nhà chị khoảng độ là 20-30 cây số, có một cái chợ gọi là chợ Hải Hậu. Thì ông chú Thạch ổng mới nói á, là ổng nhờ những cái người quen biết để mà tìm á, thì người ta tìm ra rồi. Khi mà chạy tới nơi á, chị nhìn thấy cái cảnh tượng đó, trời, chị nói là chị rơi nước mắt luôn. Bởi vì chị đã nhìn thấy mẹ của chị rồi. Mặc dù mẹ trong một cái hình hài ghê rợn lắm, đầu tóc rủ rượi, quần áo thì lột hết ra luôn, chân chuồng, mà người thì vết thương nè, rồi bùn đất, rồi dơ giấy bẩn thỉu, nhìn thấy ghê lắm. Nhưng mà chị vẫn nhận ra đó là mẹ của mình. Chị chạy tới, chị lao vào, chị ôm, chị khóc muốn điên muốn dại luôn. Rồi chị mới dỗ dành mẹ: mẹ ơi con nè, mẹ ơi con về, mẹ về với con đi, con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Trời, hai mẹ con ôm nhau mà chị nói là mẹ chị bị điên mà. Mẹ chị đâu có nhận thức được gì đâu, chỉ có chị một mình khóc thôi. Một hồi sau thì có một cái bà cũng lớn tuổi rồi, bà nhai chầu ở trong miệng á, bà mới lạch bạch bà đi tới. Bà mới nhìn hai mẹ con chị á, rồi nhìn chị bà mới nói á: nhanh chóng đưa mẹ con về đi, sau đó là bỏ xứ mà đi, đừng có quay về đây để mà ở nữa, nếu không là bệnh tình của mẹ con không hết đâu. Còn về mộ phần của ba của con á, chôn ngay chỗ đó, bị nước nó ngập, nó lật xuống rồi. Mà đối với những cái người mà đã chết á, mộ phần mà bị lật như vậy á, rất là kiêng kỵ nha. Sau này khi mà con có tiền á, cải táng mộ cho cha của con rồi đó, thì con mới được quay về quê hương để mà ở. Con bây giờ là phải ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Hỏi mọi người là bây giờ chị có tin không? Tin chứ. Sau khoảng thời gian đó, cụ thể là ngày 22 tháng 12 năm 2007, thì chị á, dùng cái số tiền mà cái ông chú Thạch này á, ổng quyên góp từ những người xung quanh á, đưa cho gia đình của chị. Gia đình của chị 4 người ôm cái di ảnh của ba để mà đi thẳng vào trong Nam ở. Cho đến khoảng độ là 2 năm sau, cụ thể là ngày 30 tháng 8 năm 2009, thì chị quay về quê để mà cải táng cái mộ phần của ba mình. Thì lúc mà khui lên thì đúng thiệt, ba của chị á, nằm lật ấp xuống. Rồi chị có đi về cái chợ Hải Hậu ngày xưa, cái nơi mà tìm được mẹ của mình đó, để mà tìm về cái người bà già ngày xưa mà đã nói những cái câu đó với mình, với mẹ của mình. Thì khi mà chị tới nơi, chị cũng có hỏi mọi người, rồi miêu tả về cái bà đó, thì người ta mới chỉ chị á, là đi vào trong cái con hẻm đó, ở ngay cái miếu cái bà đó bà ở đó đó. Thì chị mới đi vào bên trong một hồi á, chị chỉ thấy ở cuối con hẻm có một cái miếu nhỏ. Cái bà này bà đang ngồi trước cái miếu mà bà lột trái cây bà ăn. Chị mới tới chị chào bà, rồi chị mới hỏi chuyện. Thì bà này bà mới cau mày, bà mới nhìn chị, bà mới hỏi là: con là ai? Rồi con tìm bà để làm gì? Chị mới ngồi xuống kế bên, rồi chị mới kể lại cái câu chuyện ngày xưa mà mẹ của chị bị điên đó, rồi chị tìm mẹ, rồi bà tới để mà nói những cái câu như vậy. Thì khi mà chị chưa có nói xong á, thì bà mới gực như vậy nè. Bà mới đi thẳng vào bên trong cái miếu, bà mới đem ra một cái tấm hình. Cái tấm hình đó chính là hình của mẹ chị luôn. Thì bà mới bắt đầu kể lại cái câu chuyện cho chị nghe. Bà mới kể là vào năm 2006, thì cái đêm hôm đó bà đang nằm ngủ ở trong cái miếu, thì tự nhiên bà nghe thấy những cái tiếng chó sủa inh ỏi phía ngoài luôn. Bà mới từ phía bên trong bà quát lớn, nhưng mà con chó nó vẫn không ngừng sủa.
bà mới đi ra bên ngoài để mà bà kiểm tra. Thì bà mới thấy là lấp ló bóng dáng của một ai đó ngồi ở gần cái miếu. Bà sợ quá, bà tưởng là ăn trộm, bà mới nhanh chóng chạy vào trong nhà, bà khóa cửa lại. Cho đến khoảng độ là 4 giờ sáng thì trời tờ mờ rồi đó, bà mới đi ra để mà bà kiểm tra một vòng. Thì bà không thấy ai nữa nên là bà yên tâm, bà đi vào bên trong. Thì vừa mới vào bên trong nằm xuống chút xíu, bà nghe thấy những cái tiếng chửi rủa, những cái tiếng la hét từ ở phía ngoài đầu ngõ. Thì bà cũng thắc mắc, cũng tò mò, bà mới đi ra ngoài để mà xem. Lúc đó bà vừa đi bà vừa chống gậy như vậy nè, thì bà mới thấy cái cảnh tượng là một cái người phụ nữ đầu tóc rối bùi, quần áo không có một cái nào ở trên người cả, mà tay chân bùn đất mà thâm tím hết. Mọi người xung quanh thì chỉ chỏ chỏ chửi bới nhiều lắm. Khoảnh khắc cái người phụ nữ đó nhìn thấy bà thì mới vội chạy thẳng tới bà, ôm chầm lấy bà rồi kêu: "Bà ơi, cứu con, cứu cứu con với bà ơi." Cái người phụ nữ đó chính là mẹ của chị. Bà nhìn thấy cái hình ảnh đó thì bà cũng đoán lờ mờ được là mẹ của chị là bị điên rồi. Bà nhìn thấy thương nên là bà dẫn mẹ của chị đi vào trong cái miếu. Bà mới lau mình mãi xong rồi lấy quần áo ra để mà cho mẹ mặc. Lúc đó là mẹ cứ luôn miệng nói với bà rằng là: "Con không bị điên, con không bị điên, bà ơi cứu con đi, cứu con đi." Nhưng mà hỏi chuyện ra thì mẹ không có nhớ gì cả. Thì bà mới hình dung thôi được rồi, bà sẽ dẫn mẹ đi chụp một tấm hình, sau đó là dẫn mẹ lên trên công an á, ủy ban phường, để mà nhờ người ta tìm người thân. Nhưng mà bà nói không biết sao, thời điểm đó người ta vô trách nhiệm lắm, người ta không có muốn quan tâm tới cái việc này. Nên là bà tức quá, bà mới dẫn mẹ về trong cái miếu để mà giữ mẹ ở bên cạnh, để mà lo lắng cho mẹ, rồi có gì là sẽ nhờ mọi người xung quanh để mà tìm người thân sau. Trong cái khoảng thời gian ở với mẹ như vậy á, thì bà mới nhận ra một điều: mẹ không hề bị điên. Bà mới quay qua nói với chị á: "Mẹ của con không có bị điên, mà mẹ của con bị ma ám." Chị nghe xong thì chị mới hỏi ngược lại bà: "Sao bà biết là mẹ của con bị ma ám?" Bà mới nói á: "Không có một cái người điên nào mà tới đúng 2 giờ chiều, không sai một giây một phút là bắt đầu lên cơn điên, lột hết quần áo chạy ra ngoài, la hét rồi khóc lóc. Nhưng mà cứ nhìn thấy bà là cứ kêu bà là cứu con với, cứu con với. Đêm nào mẹ của con nằm ôm bà cũng khóc hết, cũng kêu bà là cứu, cứu, cứu con đi bà ơi. Có một người điên nào mà như vậy không?" Bà mới nói là bà thấy thương mẹ của chị quá, bà mới cố gắng để mà tìm một người thầy về để mà xem thử giúp cho mẹ như thế nào. Nhưng mà khi mời cái người thầy về để mà xem cho mẹ thì người ta nói rằng là mẹ bị nặng lắm rồi, người ta không giúp được. Trời ơi, bà nghe như vậy mà bà đau quặn thắt tim, bà đâu chịu đâu. Bà năn nỉ, bà vái lại người ta, bà kêu cái ông thầy đó là cố gắng để mà giúp cho mẹ của con đi. Thì cuối cùng là ông thầy này ổng cũng chịu để mà làm một cái buổi lễ. Thì đang trong cái buổi lễ cúng vái như vậy, tự nhiên mẹ của con giống như là bừng tỉnh vậy đó. Mẹ con mới vội kêu bà là đưa giấy bút ra để mà cho mẹ ghi một số thông tin. Thì lúc đó bà đâu có giấy bút đâu, bà mới vội đưa cho mẹ của con á là cái tấm hình chụp của mẹ con. Thì mẹ của con mới lấy cây bút á để mà ghi họ tên của mẹ con nè, rồi họ địa chỉ nhà ở đâu, rồi còn ghi họ tên ba của con nữa kìa. Sau đó là mẹ con lại tiếp tục ngay ngay dại dại. Sau đó thì bà cũng được ông thầy này nói về cái tình trạng của mẹ, rồi những cái chuyện tâm linh liên quan tới mẹ của con. Cho tới cái ngày đó thì bà mới dùng những cái thông tin này để mà rêu rao khắp nơi. May mắn là cuối cùng chị cũng đã tìm được mẹ của mình. Trời ơi, chị nói là chị mang ơn bà vô cùng luôn. Chị ôm chầm lấy bà mà cảm ơn ríu rít. Bây giờ chị mới biết được cái câu chuyện thời điểm lúc đó. Bởi vì mọi người biết sao không? Lúc mà tìm thấy mẹ xong rồi bà nói như vậy á, là chị lúc đó là bấn loạn rồi. Chị chỉ biết là dẫn mẹ mình về rồi nhanh chóng để mà tháo chạy khỏi cái nơi này thôi. Cho tới khi mà về lại được đây, được nghe bà kể lại cái câu chuyện này, thì mới biết bà là một cái người có ơn rất là lớn đối với gia đình của mình. Sau đó thì bà có hỏi là mẹ của chị là ổn chưa, thì chị mới kêu rằng là bà yên tâm đi, con sẽ sớm để mà dẫn mẹ con về đây để mà thăm bà. Nhưng mà cuối cùng mọi người biết sao không? Bà cũng đã mất rồi. Thì bà tên là Cho. Chị mới nói rằng là cả cuộc đời này của chị không bao giờ có thể quên được bà, một người có ơn rất là lớn đối với gia đình của chị.
Và đó cũng chính là khép lại toàn bộ cái câu chuyện tâm linh về cái câu chuyện gia đình của chị đã xảy ra như thế nào. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết toàn bộ video của ngày hôm nay. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.